Xin chào và chào mừng các bạn đến với video tin vắn chiến sự Nga và Ukraine sớm ngày 18 tháng 9, nơi chúng ta sẽ cùng điểm qua tất cả các tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua, khi quân đội Nga tiếp tục phản công áp đảo. Với 3 mũi tấn công cực mạnh từ Bắc, Đông và Tây, quân đội Nga đang thực hành chiến thuật bao vây chia cắt ít nhất 8 lữ đoàn đối phương trong vành móng ngựa mà Ukraine đã tạo được ở Kursk. Nhưng tuy nhiên, chính quyền Kiev thì đang không tỏ ra lép vế khi họ cũng đã điều quân đánh mạnh hơn vào Gluskovo. Nga tiếp tục phản công áp đảo ở Kursk. Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 16 tháng 9 đã tuyên bố Moscow đã giành lại quyền kiểm soát hai khu định cư ở vùng Kursk, bao gồm Uspenovka và Boki, lần lượt cách biên giới Ukraine chưa đầy 1 km và khoảng 4,7 km. Tuyên bố cũng đã cho biết lực lượng Moscow đã đẩy lùi 5 cuộc phản công của Ukraine với 3 mũi tấn công cực mạnh ở Bắc, Đông và Tây. Quân đội Nga thì đang thực hành chiến thuật bao vây chia cắt ít nhất là 8 lữ đoàn Ukraine trước vạch bóng ngựa mà quân đội Ukraine đã tạo ra được ở Kursk. Nhóm chiến đấu phía Bắc thì tiếp tục tấn công và giành lại được các khu định cư là Uspenovka và Boki. Ngoài ra, quân nhân Nga đã đánh bại các lữ đoàn cơ giới số 22, 41 và 115, xe tăng số 17, lữ đoàn tấn công đường không số 82, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, cũng như các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 112 và 129, gần với Lyubimovka, Novoy và Novka, Dariano, Nikolo Dariano, Tostloy Luk, Plekhovo và Pokovsky. Tuyên bố Bộ Quốc phòng Nga đã nêu rõ, kênh Ryadovka thì cho biết tại vùng Kursk, lực lượng Moscow đã giành lại được Dariano và đang tấn công vào Lyubimovka, trong khi Ukraine tiếp tục cố gắng giành được chỗ đứng ở vùng Luskovsky. Bất chấp cuộc tấn công của lực lượng Kiev vào vùng Luskovsky, quân đội Nga vẫn tiếp tục quét sạch đối phương ở khu vực biên giới Kursk. Lực lượng Moscow đang đánh bật quân đội Ukraine ở ngoại ô Korenevo, bao gồm cả Olgovka. Binh sĩ Nga thì tăng tốc dọn sạch khu vực tiếp giáp với làng Kremenoye. Về phía nam, quân đội Nga tấn công Lyubimovka, nơi mà bị đối phương chiếm giữ. Họ đã vượt qua sông Snagos và chiếm lại làng Drarino, tạo ra mối đe dọa đối với điểm tiếp tế của lực lượng Kiev ở Sverdlovsk. Trong nỗ lực cản trở cuộc phản công của Nga, quân đội Ukraine đã tấn công quận Gluskovsky gần với làng Medvedyev và gần làng Krasnoyarsky. Ukraine thì đang chuẩn bị thử vận may ở Volfino sau khi mà đột phá thất bại vào hậu phương quân đội Nga đã tiến về con đường xanh. Lực lượng Kiev thì quyết định thiết lập một tiền tuyến ổn định tại đây. Bằng cách này, quân đội Ukraine hy vọng sẽ chuyển hướng sự chú ý của Nga. Lực lượng đang đột phá vào đường cao tốc Sudza và Korenevo. Kênh Ryba thì đã làm rõ hơn tình hình tại vùng Kursk. Và theo đó, Ukraine tiếp tục nỗ lực tiến quân vào quận Gluskovo, tấn công vào các vị trí mà Nga gần với Krasnoyarskoye, Veseloy và Mezhovi. Các báo cáo về việc quân đội Ukraine tiến vào hai khu định cư đầu tiên không được xác nhận bằng cảnh quay kiểm soát khách quan. Trong khi ở phía bắc Mezhovi, UAV của Nga đã tấn công một nhóm xe bọc thép Ukraine đang hướng về Gluskovo. Tại quận Korenevo, lực lượng Moscow thì đang tiến vào, giành lại các ngôi làng trên lãnh thổ của Nga. Ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố kiểm soát được Uspenovka, nhưng vẫn chưa thể xác nhận điều này bằng các tài liệu video, cũng như việc chiếm được Dariano. Nhưng tuy nhiên, thông tin đáng tin cậy khẳng định rằng các cuộc tấn công của quân đội Nga vẫn tiếp tục theo hướng các khu định cư. Ngoài ra, các trận chiến vẫn đang diễn ra ở Lyubimovka nằm ở phía Bắc. Về phía đông của nó, một chiếc xe tăng của Ukraine đã bị phá hủy ở khu vực Zeleny Sliak. Tại quận Sudza, không quân Nga đang tích cực hoạt động tại các khu vực tập trung của đối phương gần với Pravda và gần Zunoye. Ngoài ra cũng có các báo cáo chính thức về việc quân đội Nga giành được làng Boki, nhưng theo thông tin từ thực địa, có thể vẫn còn sự hiện diện rải rác của các đơn vị Ukraine ở vùng ngoại ô phía Tây. Thông tin trái ngược cũng đang xuất hiện về việc các nhóm tấn công của Nga tiến đến vùng ngoại ô Plekhovo. Đoạn Spanoye, Kucherov, Osetsky đã tương đối yên tĩnh trong một thời gian dài. Không có khu định cư nào được đề cập trong các báo cáo từ cả hai bên. Có khả năng lãnh thổ này đã được quân đội Nga chiếm lại sau khi một đẩy lùi các cuộc tấn công vào Wiri hoặc một thời gian sau đó. Tại khu vực Novi Put, UAV đã tấn công thiết bị quân đội Ukraine nhưng lại không thể xác định được chủng loại. Có nguồn tin thì cho rằng đó là hệ thống pháo phản lực M270 do Mỹ sản xuất.
nhưng sự hiện diện của nó gần tiền tuyến gần như là vô nghĩa do nguy cơ bị tiêu diệt là rất cao. Tốc chiến và tập hậu, chiến thuật mới của Ukraine ở Kursk. Forbes đưa tin, nhiều nhà quan sát đã bất ngờ khi mà vào giữa tuần trước, lính công binh Ukraine đã phá vỡ các tuyến phòng thủ của Moscow dọc theo biên giới hai nước này, ngay phía nam ngôi làng Novi Put của Nga. Ngôi làng này cách 30 km so với hướng tấn công chính của Ukraine ở Kursk ở Nga. Từ đầu tháng 8, khoảng 10 tiểu đoàn Ukraine đã tấn công Kursk và giành quyền kiểm soát hơn 1.000 km2 lãnh thổ của Nga. Vào tuần trước, giới quan sát đặt ra câu hỏi về việc Ukraine tấn công vào Novi Put để làm gì. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã rõ ràng hơn. Với xe tăng và máy bay chiến đấu ném bom lượn yểm trợ, một nhóm chiến thuật của Ukraine do lữ đoàn tấn công đường không số 95 chỉ huy đã tấn công xuyên qua Novi Put và hướng tới thị trấn gần nhất của Nga là Vesoloy. Theo Forbes, mục tiêu của Ukraine dường như chính là hướng tới mặt trận chính ở Kursk. Và nếu Ukraine tấn công về phía đông bắc từ Novi Put, họ có thể kết nối với đồng đội ở mặt trận chính, cắt đứt thêm một phần lãnh thổ của Nga khỏi tầm kiểm soát của Moscow. Nhóm Khokhne của Ukraine, một nhóm điều khiển máy bay không người lái hỗ trợ cuộc tấn công Novi Put đã cho biết, chúng tôi đã tiến vào những khu vực mới, tính bằng km vào đất của Nga. Một nhóm lính nghĩa vụ Nga lên tới hàng nghìn người đang có nguy cơ bị bao vây. Nếu kịch bản này xảy ra, nó sẽ gây ra bất lợi lớn cho Nga ở Kursk. Và nếu người Ukraine thực sự đang cố gắng bao vây lực lượng của Nga, địa hình ở Kursk có thể là một yếu tố có lợi cho Kiev. Sông Seim tạo thành ranh giới tự nhiên dọc theo hầu hết rìa phía bắc của khu vực có nguy cơ bị vây bọc. Lực lượng Ukraine thì đang tiến về sườn trái và phải. Bom và tên lửa của Ukraine đã phá hủy tất cả các cây cầu cố định bắc qua sông Seim ở khu vực này. Vì vậy, bất kỳ lực lượng Nga nằm ở phía sông Seim đều phải phụ thuộc vào những cây cầu phao tạm thời hoặc một cây cầu hẹp bắc qua thị trấn Korenevo để tiếp tế. Chính vì lý do này mà Ukraine liên tục bắn phá các cây cầu phao ngay khi mà người Nga lắp đặt chúng. Và cũng vì lý do này mà một lực lượng Ukraine do tiểu đoàn xung kích 225 neo đậu đã tiến về Korenevo, dường như có ý định cắt đứt cầu cố định này. Yếu tố địa hình không phải là tất cả, cán cân lực lượng ở Kursk có thể ảnh hưởng đến cơ hội thành công của Ukraine trong việc khép lại một vòng vây tiềm tàng. Ukraine dường như đã điều khoảng 10.000 quân cho cuộc tấn công Kursk bằng cả hai mũi nhọn. Moscow có thể đã gửi 38.000 quân vào vùng này, nhưng nhiều người trong số họ là lính nghĩa vụ trẻ tuổi, chưa được đào tạo kỹ lưỡng. Các yếu tố dường như đang theo hướng có lợi cho Ukraine, nhưng tuy nhiên, nếu nhìn nhận ở góc độ thực tế, Ukraine sẽ không thể có đủ tiềm lực để thực hiện chiến thuật tốc chiến và vây bọc theo hướng Novi Put. Điểm yếu lớn nhất của Ukraine chính là việc họ thiếu nghiêm trọng các phương tiện bọc thép hiện đại. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận rằng chỉ có 4 trong số 14 lữ đoàn của lực lượng vũ trang Ukraine mới được thành lập có đủ xe cộ hiện đại. Ông Zelensky thì cho biết việc thiếu trang thiết bị đang hạn chế đến năng lực tác chiến của Ukraine trên chiến trường. Chúng tôi có mong muốn, nhưng công cụ thì lại chưa có, ông cho hay. Nga phát lệnh sơ tán khẩn cấp, chiến dịch phản công Kursk nóng từng ngày. Chính quyền đã quyết định ra lệnh sơ tán bắt buộc các khu định cư ở các quận là Rizhsky và Khomutovsky nằm trong khu vực 15 km tiếp giáp với biên giới với Ukraine. Thống đốc vùng Kursk Alexei Semyonov đã thông báo trên Telegram hôm ngày 16 tháng 9. Hiện có hàng chục ngôi làng và thị trấn trong bán kính 15 km này. Chính quyền Kursk thì kêu gọi người dân mang theo đồ đạc và chăm sóc vật nuôi sau khi một có thông tin rằng những người đi di tản trước đó đã bỏ lại vật nuôi của họ. Hơn 150.000 người trong khu vực đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi mà Ukraine phát động cuộc tấn công vào Kursk hôm 6 tháng 8, tiến qua hàng chục km lãnh thổ Nga và kiểm soát hàng chục khu định cư. Lệnh sơ tán các khu vực biên giới đã diễn ra vài ngày sau khi mà Nga được cho là đã bắt đầu chiến dịch phản công quy mô lớn nhằm đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi biên giới. Moscow thì liên tục tuyên bố giành lại các khu vực do Kiev kiểm soát ở Kursk. Bộ Quốc phòng Nga ngày 16 tháng 9 đã tuyên bố Moscow đã giành lại quyền kiểm soát hai khu định cư ở Kursk. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, quân đội đã giành lại các ngôi làng Uspenovka và Boki lần lượt cách biên giới Ukraine chưa đầy 1 km và khoảng 4,7 km. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 12 tháng 9 thì thông báo các đơn vị quân sự của họ đã giành lại quyền kiểm soát 10 khu định cư ở Kursk chỉ trong vòng 48 giờ phản công. Moscow cho biết quân đội Nga thì đang tiếp tục đẩy lùi quân Ukraine ra khỏi Kursk.
cả Nga và Ukraine đều xác nhận rằng quân đội Nga những ngày gần đây đã bắt đầu các đợt phản công ở tỉnh biên giới Kursk. Chiến dịch phản công này được cho là đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trong tuần qua và giúp Nga giành lại một số khu định cư ở Kursk, làm suy yếu các vị trí của lực lượng Ukraine. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, Moscow đang sử dụng nhiều đơn vị với quy mô đại đội có kinh nghiệm chiến đấu hơn trước để triển khai các đợt phản công mạnh. ISVK nhận định các cuộc phản công của Nga dọc theo rìa phía tây Kursk có thể là một nỗ lực nhằm thiết lập thế trận thuận lợi hơn trước một chiến dịch phản công lớn hơn để đẩy lùi quân đội Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã ra lệnh cho quân đội đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi Kursk trước ngày 1 tháng 10. Chủ nhân của Điện Kremlin cũng tuyên bố chiến dịch Kursk của Ukraine chắc chắn sẽ thất bại và Kiev cuối cùng sẽ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán. Theo giới phân tích, Ukraine có thể chỉ duy trì kiểm soát một phần lãnh thổ Kursk thêm vài tháng nữa trước khi bị đẩy lùi hoặc phải rút lui khỏi mặt trận này để tập trung cho phòng tuyến miền đông và giảm tổn thất nhân lực. Theo thống kê của Nga, trong các cuộc giao tranh ở Kursk, quân đội Ukraine đã mất hơn 13.800 quân nhân, 115 chiếc xe tăng, 44 xe chiến đấu bộ binh, 91 xe bọc thép chở quân, 729 xe chiến đấu bọc thép và 439 xe ô tô. Nga tấn công mạnh hướng Chasivya. Kênh Military Summary đưa tin, tại vùng Kursk, quân đội Ukraine AFU tiếp tục nỗ lực hơn nữa để chiếm thêm nhiều ngôi làng phía trước Luskova và cản trở cuộc phản công của Nga nhưng bất thành. Lực lượng Moscow thì đang tấn công áp đảo từ phía Tây và cũng tăng cường sức ép mạnh ở phía Đông. Trên khu vực phía Nam Chasivya, quân đội Nga RFAF đang đột phá theo hướng Stubovsky. Ở đó, binh sĩ của họ đã giương cờ trong rừng, tượng trưng cho việc kiểm soát khu vực. Lực lượng Moscow hiện đã kiểm soát hầu hết các vị trí phía đông của kênh đào. Có thông tin rằng đại quân Nga đã hoàn tất được công tác chuẩn bị cho đòn chốt hạ, quyết tâm đánh chiếm bằng được thành phố trên cao này. Một số nguồn tin thì nhận định tình thế của Ukraine đang rất nguy ngập. Về phía Torez, theo các báo cáo thân của Nga, quân đội Nga được cho là đã chiếm được phần lớn quận Sabanka, nhưng điều này thì chưa thể được xác nhận vào thời điểm này. Vì ở Pokrov, lực lượng Moscow gần như đã chiếm được hoàn toàn làng Ukraine và quân đội Ukraine chỉ còn nắm giữ được một vài ngôi nhà và mỏ. Trong mỏ số 3 ở phía tây Vodiana, lực lượng Kiev được cho là đã rút chạy để quân đội Nga chiếm khu vực này. Điều đáng ngạc nhiên là quân đội Nga cũng tiến về phía Kamianske của Zaporizhia và chiếm thêm các vị trí khác xung quanh làng. Nga bắt đầu tấn công, Ugleda chịu sức ép lớn. Theo kênh Ryba, lực lượng Moscow tiến hành hàng loạt cuộc tấn công vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương. Các vụ nổ đã được nghe thấy kể cả ở thủ đô Ukraine. Không có cuộc tấn công nào của lực lượng Kiev ở các khu vực của Nga trong 24 giờ qua cả. Trên trục Alexandro Kolinovsky, một cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào nhà máy phenol ở Novgorod đã bị đẩy lùi và bước tiến của Nga về phía trung tâm Nelepovka đã được ghi nhận. Tại khu vực Donetsk, binh sĩ Nga chiếm các vị trí ở ngoại ô phía bắc Zeleny 1, trong khi giao tranh vẫn đang không suy giảm ở Ostroy và Maximin Yanivka. Theo hướng Zhuno Donetsk, lực lượng Moscow thì đang tiến vào khu vực Vodianoi và hướng tới Ugleda. Có những báo cáo lại chưa được xác nhận từ Ukraine về việc bắt đầu cuộc tấn công của Nga vào thành phố trọng điểm này. Bộ Tổng Tham mưu Ukraine giao tranh ác liệt ở Pokrov và Kurakhovsky. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối ngày 16 tháng 9 của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, đã xảy ra 153 cuộc đụng độ với phần lớn là ở hướng Pokrov và Kurakhov. Bộ Tổng Tham mưu Ukraine khẳng định rằng, lực lượng phòng vệ cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của Nga tại Kharkov, Kupiansk, Liman, Severk, Kramatorsk, Torez, Vodemovsky, Odekhov và Dnieper. Ở những khu vực khác, tình hình không có thay đổi đáng kể nào. Theo hướng Pokrov, kể từ đầu ngày hôm nay, đối phương đã cố gắng đột phá qua các tuyến phòng thủ của Ukraine 40 lần. Hai cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra, Nga thì đang phải chịu tổn thất đáng kể. Và hôm nay, 188 binh sĩ của đối phương đã bị vô hiệu hóa, trong đó có 74 người thiệt mạng. Ngoài ra, nhiều vũ khí trang bị đã bị phá hủy hoặc hư hại. Báo cáo cho hay, đối phương cũng đang phát triển mạnh theo hướng Kurakhovsky với 42 lần tấn công các vị trí của chúng tôi. Theo thông tin cập nhật, 4 trận chiến thắng diễn ra, Bộ Tổng Tham mưu xác nhận. Nga tập kích quy mô lớn vào cơ sở năng lượng của Ukraine. Lực lượng Nga thì đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng ở vùng Sumy, thuộc đông bắc của Ukraine, gây mất điện tại một số quận và buộc chính quyền
phải sử dụng hệ thống điện dự phòng. Trong tuyên bố đưa ra ngày 17 tháng 9, chính quyền địa phương vùng Sumy, vốn giáp với vùng Kursk của Nga, cho biết họ đã hứng đợt không kích lớn của Nga nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng tại đây. Trong đêm, phía Nga đã sử dụng thiết bị bay không người lái loại Shahed thực hiện cuộc không kích lớn vào Sumy. Hãng tin Ukrinform đã dẫn thông báo của chính quyền địa phương trên kênh Telegram cho biết cuộc tấn công đã gây ra thiệt hại ở các quận là Konotop, Okivka và Sumy trong khu vực và các cơ sở hạ tầng quan trọng đang sử dụng hệ thống điện dự phòng. Các quan chức khu vực thì xác nhận trên kênh Telegram. Các cơ sở cung cấp nước tại Sumy cho biết cuộc tấn công đã gây ra mất điện vào ban đêm, khiến họ phải chuyển sang nguồn điện khẩn cấp. Quyền thị trưởng Sumy là ông Artem Kopja cho biết không có thương vong nào trong thành phố và các công nhân ngành điện đang giải quyết hậu quả của cuộc tấn công. Chính quyền Sumy cũng cho biết hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 16 máy bay không người lái trên khu vực này. Trong khi đó, không quân của Ukraine cho biết Nga đã phóng 51 máy bay không người lái tấn công khắp nước này trong đêm và 34 máy bay trong số đó đã bị bắn hạ. Ukraine cảnh báo mối đe dọa đạn đạo từ Crimea. Không quân Ukraine trên Telegram cho biết rạng sáng ngày 17 tháng 9, lệnh báo động đỏ đã được ban bố xuất hiện mối đe dọa đạn đạo từ Crimea. Thông báo có viết mối đe dọa sử dụng đạn đạo từ Crimea. Do mối đe dọa này, một cảnh báo không kích đã được ban bố ở một số khu vực của Ukraine. NATO, rủi ro lớn nhất đối với châu Âu là chiến thắng của Nga. European Pravda cho biết, trong một cuộc phỏng vấn với LBC, Tổng thư ký NATO là ông Jens Stoltenberg đã cho biết quyết định cho phép Ukraine tấn công tầm xa vào lãnh thổ của Nga hay không sẽ thuộc vào từng đồng minh. Ông cũng nhấn mạnh rằng luôn có sự rủi ro trong chiến tranh, nhưng rủi ro lớn nhất đối với châu Âu là chiến thắng của Nga tại Ukraine. Tổng thư ký sắp mãn nhiệm của Liên minh hôm nay thì hoan nghênh các cuộc thảo luận công khai trong những ngày gần đây về khả năng cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ của Nga bằng vũ khí tầm xa. Những quyết định này cần được đưa ra bởi từng đồng minh, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải tham khảo ý kiến chặt chẽ về những vấn đề này, ông nói thêm. Bình luận về mối lo ngại của một số đồng minh về nguy cơ leo thang chiến tranh ở Ukraine, ông Stoltenberg nhắc lại rằng chúng ta đang nói về một cuộc chiến toàn diện ở châu Âu do Moscow phát động. Không có lựa chọn nào trong chiến tranh mà không có rủi ro cả. Nhưng tôi vẫn tin rằng rủi ro lớn nhất đối với chúng ta sẽ là chiến thắng của Tổng thống Putin tại Ukraine, Tổng thư ký nhấn mạnh. Phương Tây xóa dần những lằn ranh đỏ ở Ukraine. Kể từ khi mà Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2 năm 2022, Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào vũ khí từ các đồng minh phương Tây để duy trì khả năng đối phó Moscow trên chiến trường. Tuy vậy, các nước phương Tây đôi khi lại do dự cung cấp các vũ khí mà Kiev đã đề nghị vì lo ngại xung đột sẽ leo thang. Hiện tại, Ukraine đã đề nghị Mỹ và các đối tác cho phép sử dụng tên lửa tầm xa hơn để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ của Nga nhằm giảm các mối đe dọa từ Moscow. Một số nước NATO thì đã ủng hộ lời kêu gọi của Kiev, nhưng Washington vẫn đang cân nhắc bởi lo ngại Nga đáp trả. Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu rõ, Moscow sẽ coi hành động tấn công như vậy là sự tham gia trực tiếp của phương Tây vào cuộc chiến. Hiện chưa rõ phương Tây cuối cùng có tiếp tục vượt qua làn danh đỏ này hay không. Song xuyên suốt cuộc chiến của Nga và Ukraine, họ cũng đã nhiều lần xóa nhòa những làn danh đó trong chính sách cung cấp vũ khí cho Kiev. Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS. Trong suốt cuộc chiến, Ukraine luôn yêu cầu các đồng minh cung cấp cho họ khả năng tấn công sâu hơn vào phòng tuyến của Nga để phá vỡ chuỗi chỉ huy và hậu cần của đối phương. Mỹ thì từng trì hoãn việc cung cấp ATACMS do lo ngại Nga sẽ coi đây là sự leo thang. Nhưng tuy vậy, đến tháng 10 năm 2023, Mỹ đã đồng ý cung cấp một phiên bản với tầm bắn tối đa 165 km. Tiếp theo đó là phiên bản tầm xa hơn được giao vào đầu năm nay, với tầm bắn lên tới 300 km. Một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng vào thời điểm đó, vũ khí này được sử dụng lần đầu tiên để tấn công vào một căn cứ không quân của Nga ở bán đảo Crimea. Về máy bay F-16, Ukraine đã yêu cầu máy bay chiến đấu F-16 ngay khi cuộc chiến bắt đầu để tăng cường khả năng tấn công tầm xa cũng như bắn hạ tên lửa hành trình của Nga. Các phi công Ukraine chỉ bắt đầu được huấn luyện trên các máy bay chiến đấu F-16 vào tháng 8 năm 2023. Đến tháng 7 năm nay, Ukraine tiếp tục nhận được những chiếc F-16 đầu tiên. Xe tăng từ phương Tây. Mặc dù các đồng minh Đông Âu đã cung cấp cho Ukraine xe tăng từ thời Liên Xô, nhưng Kiev vẫn yêu cầu các xe tăng do phương Tây chế tạo. Thỏa thuận cung cấp xe tăng đã bị trì hoãn do Đức lo ngại động thái này có thể bị Nga coi là leo thang.
Nhưng tuy nhiên, việc chuyển giao được chấp thuận sau một cuộc đàm phán kéo dài vào tháng 1 năm 2023. Berlin cuối cùng cũng đã chấp thuận cấp cho Ukraine xe tăng Leopard 2 từ kho dự trữ của các nước khác cũng như của chính họ. Tấn công vào lãnh thổ của Nga. Trong hơn 2 năm qua thì Mỹ không cho phép Ukraine tấn công Nga bằng bất kỳ hệ thống vũ khí nào mà do họ viện trợ. Sau cuộc tấn công của Nga vào tháng 5 năm 2024 gần thành phố Kharkov, đông bắc của Ukraine, Mỹ mới thay đổi lập trường. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã âm thầm cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công các mục tiêu quân sự ở biên giới Nga nhằm mục đích phòng vệ. Ukraine cần cấp tốc bổ sung, tăng thiết giáp để đọ sức lâu dài với Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ đã nhận định quân đội Ukraine đã phần nào khắc phục được tình trạng thiếu hụt đạn pháo do sự chậm trễ trong viện trợ từ phương Tây bằng cách sử dụng máy bay không người lái FPV để ngăn chặn các cuộc tấn công của bộ binh và xe bọc thép của Nga. Nhưng những UAV này không thể bù đắp cho nhu cầu chiến thuật của pháo binh giã chiến truyền thống. Ukraine đã thực hiện các bước để tăng sản lượng pháo 155mm của riêng mình. Nhưng trong chiến tranh, họ đã phải khôi phục và phát triển ngành công nghiệp này phần lớn từ con số 0. Ukraine cũng đang nỗ lực tăng sản lượng xe bọc thép, bao gồm cả xe bọc thép chở quân bắt đầu từ năm 2022, nhưng tuy nhiên không thể sản xuất xe tăng hoàn chỉnh. Báo cáo có đoạn, Mỹ và các đồng minh nước ngoài khác có thể tăng đáng kể hiệu quả của các nỗ lực tạo ra và phục hồi lực lượng của Ukraine bằng cách cung cấp cho quân đội Ukraine nhiều thiết bị cơ giới hơn. Chẳng hạn như xe bọc thép chở quân M113, xe chiến đấu bộ binh Bradley và xe tăng chiến đấu chủ lực. Ví dụ lữ đoàn bộ binh 155 gần đây đã được chuyển đổi thành lữ đoàn bộ binh cơ giới sau khi nhận được xe tăng Leopard. Việc tăng số lượng bộ binh Ukraine mà không tăng tương ứng số lượng về xe cơ giới sẽ không dẫn đến sự gia tăng đáng kể về sức mạnh chiến đấu của nước này, ISVK cũng phân tích. Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng Kiev cần được phép sử dụng vũ khí chính xác do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga. Vì Moscow đã bắt đầu tận dụng các hạn chế và sự chậm trễ về mặt chính trị của phương Tây, cũng như di chuyển máy bay khỏi các sân bay trong phạm vi vũ khí chính xác tầm xa. Vì vậy, các nhà phân tích cho rằng Ukraine đã dỡ bỏ cơ hội vàng để gây tổn thất đáng kể cho không quân của Nga. Báo cáo có viết, ISVK ước tính rằng có hơn 200 cơ sở quân sự ở Nga nằm trong phạm vi của tên lửa ATAC-MS do Mỹ cung cấp, không phải là sân bay. Và sự chậm trễ đáng kể trong việc cấp phép cho Ukraine tấn công các cơ sở này giúp cho Điện Kremlin có thêm thời gian để củng cố hoặc là di chuyển chúng ra khỏi phạm vi vũ khí do phương Tây cung cấp trước khi lực lượng Kiev có thể tấn công bằng những vũ khí tầm xa. Các nhà phân tích thì lưu ý, ISVK đã đánh giá nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đang cố gắng tiến hành một cuộc chiến tranh tiêu hao và nỗ lực làm suy yếu tính hợp pháp và lòng tin của chính phủ Ukraine. Ông Zelensky cho rằng Ukraine đang đưa cuộc chiến về nơi xuất phát bằng cách tấn công vào lãnh thổ đối phương và tiếp tục xâm nhập vào khu vực Kursk để làm suy yếu sự ủng hộ trong nước Nga đối với cuộc chiến. Tổng thống Zelensky cho rằng Moscow sẽ không quan tâm đến các cuộc đàm phán với Kiev trừ khi mà Ukraine mạnh tay về mặt quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ không sớm kết thúc và kêu gọi một tầm nhìn về sự hỗ trợ lâu dài cho Kiev. Trong một cuộc phỏng vấn với LRT hôm 16 tháng 9, khi được hỏi về thời điểm có thể kết thúc xung đột Nga và Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brinkmans đã cho biết ông không nghĩ rằng xung đột sẽ kết thúc trong năm nay hoặc là năm sau. Ông cũng nhấn mạnh tình hình trên chiến trường ở Ukraine hiện giờ là rất khó khăn. Điều này có nghĩa là chúng ta phải hành động nhiều hơn nữa. Nhưng chúng ta cũng không nên đặt kỳ vọng quá cao, vì đôi khi mọi người nghĩ rằng chiến dịch của Nga ban đầu là một cuộc chạy đua nước rút biến thành một cuộc chạy đua marathon, nhưng thực tế là một cuộc chạy đua nước rút 42 km, ông nói. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan thì tin rằng điều này có nghĩa là cần phải tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine trong tầm nhìn dài hạn. Theo đó, người dân châu Âu cần sẵn sàng hỗ trợ Ukraine trong một thời gian dài hơn và không có kỳ vọng sai lầm. Ông Brinkmans cũng tin rằng Nga chắc chắn sẽ lớn mạnh và có khả năng tiến hành một cuộc chiến tranh cường độ cao trong một thời gian rất dài. Nga đang chơi trò con số và rất khó để Ukraine có thể tự vệ trước họ. Vì vậy chúng ta phải coi mối đe dọa từ Nga là rất nghiêm trọng, cả trên chiến trường và tất nhiên phải ghi nhớ rằng Nga là một cường quốc hạt nhân, Bộ trưởng Hà Lan nhấn mạnh. Trả lời phỏng vấn BBC hồi tháng 7, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã cho biết các đồng minh NATO cần phải chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất có thể xảy ra là cuộc chiến ở Ukraine kéo dài 10 năm. Phát biểu tại hội nghị thường niên chiến lược châu Âu Yalta ở Kiev hôm 14 tháng 9,
Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kirilo Bunanov đã cho biết, năm 2025, cuối năm 2025 và đầu năm 2026 là thời điểm quan trọng đối với Nga. Vì vậy, họ muốn chấm dứt cuộc chiến này vào thời điểm đó. Quan chức tình báo Ukraine thì dự đoán, mọi vấn đề của Nga sẽ bắt đầu vào mùa hè năm 2025 vì cả yếu tố tài chính, kinh tế và các yếu tố chính trị xã hội sẽ kết hợp lại với nhau vào thời điểm đó. Đề cập đến các tài liệu của Nga, ông Budanov đã lưu ý rằng nếu Moscow không giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Kiev, thì đến cuối năm 2025 sẽ chỉ còn lại hai siêu cường trên thế giới, Mỹ và Trung Quốc, và sẽ không còn chỗ cho Nga. Họ nhận thức được điều này bởi đây là giai đoạn then chốt đối với họ. Vì vậy, họ sẽ làm mọi thứ có thể để giành chiến thắng. Nếu không thì họ sẽ hoàn toàn bị loại khỏi mọi tiến trình toàn cầu, quan chức Ukraine tuyên bố. Tại hội nghị chiến lược châu Âu Yalta, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết có hai cách để chấm dứt xung đột: hoặc lực lượng Nga bị đẩy khỏi Ukraine bằng vũ lực, hoặc là một tiến trình ngoại giao để đảm bảo việc Kiev giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình. Tổng thống Zelensky thì đã đưa ra công thức hòa bình gồm 10 điểm vào cuối năm 2022 nhằm giải quyết cuộc xung đột đối với Nga. Công thức này bao gồm một số điểm như Nga phải rút hết quân, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine và bồi thường chiến tranh. Nhưng tuy nhiên, Nga lại coi các đề nghị này là phi thực tế. Moscow tuyên bố chỉ ngồi đàm phán dựa trên tình hình thực địa mới, bao gồm việc công nhận các vùng lãnh thổ tại Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập. Đặc nhiệm Ukraine tấn công căn cứ Nga ở Syria. Lực lượng đặc nhiệm từ nhóm Khiemik thuộc Tổng cục Tình báo Ukraine HUR đã tấn công một căn cứ quân sự của Nga ở Syria vào sáng ngày 11 tháng 9. Theo nguồn tin tình báo quân sự của Kyiv Post, chiến dịch diễn ra ở vùng ngoại ô phía đông nam của Aleppo, nguồn tin cho hay. Hãng tin Ukraine thì đăng tải hình ảnh được mô tả là ghi lại cuộc tấn công. Căn cứ mà HUR tấn công dường như là nơi lực lượng Nga sản xuất và thử nghiệm UAV tấn công, cũng như sản xuất các thiết bị nổ cải tiến được ngụy trang. Đây dường như cũng là nơi mà Nga cất trữ đầu đạn. Theo Kyiv Post, Ukraine dường như đã dùng súng trường bắn vào khu vực mà Nga cất thuốc nổ tại căn cứ, gây ra một đám cháy lớn. Cả Nga và Syria thì chưa bình luận về các thông tin nói trên. Hồi đầu tháng 6, Kyiv Post đã từng đưa tin về việc đặc nhiệm Ukraine tấn công các điểm kiểm soát quân sự, cứ điểm, thiết bị quân sự của Nga ở Syria. Nguồn tin thì nói rằng kể từ đầu năm nay, Ukraine đã hỗ trợ các nhóm vũ trang đối lập với chính quyền của ông Assad để thực hiện các cuộc tấn công vào cơ sở quân sự của Nga ở Syria. Ngoài ra, các cơ sở của Nga tại châu Phi hiện tại cũng đang nằm trong tầm ngắm của Kyiv. Giới chuyên gia vì thế nhận định rằng Ukraine đang trở thành mũi xung kích chống Nga chính của phương Tây trên toàn thế giới chứ không riêng tại khu vực châu Âu. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.